mình không biết phải làm sao. Kiếp sống sinh viên cơm ăn không khó, biết bao nỗi lo trong đầu. Còn cô người yêu hôm qua mới dắt em đi mua đồ, còn ngày hôm nay nhìn vào trong ví, ôi nước mắt cứ tuôn trào. Thật là buồn, vừa thanh toán tiền nhà xong, âm thanh đâu đó thân quay của ai phát lên. Hôm nay đúng 5 giờ chiều, tụ tập anh em ở nơi tháng trước nhà mày.